khó. Yo, chào mừng em đã quay trở lại với cả Reaction Rap Việt mùa 3 và đây là tập 5. Thì ở những cái tập trước này thì mình có gặp một vài cái trục trặc, đó là mình đã bị nhắc nhở về mặt bản quyền. Cho nên là mình sẽ thay đổi hình thức ở cái tập này một chút, đó là mình sẽ skip thật là nhanh qua những cái phần thi, nhưng mà vẫn để đấy để gọi là cho các bạn biết rằng là mình đang react mấy cả comment về thí sinh nào. Và ok, chúng ta sẽ đến với cả thí sinh đầu tiên. Ok, bạn Lo này thì có tham gia mùa 1 của mình cũng khá là ấn tượng bạn này với cái màn rap mà kiểu off cái beat đi ấy, nhưng mà khả năng là cũng nghe metronome trong tai. Nhưng mà bạn này là bạn nhịp rất là tốt. Lo này cũng là một thí sinh đi thi lại. Bạn này thì kỹ năng cũng gọi là ổn định, nhưng mà mình cảm giác như là cái bài thi này là một cái bài thi khá là an toàn. Đây có nghĩa rằng là bạn chọn thể hiện một cái chủ đề mà khó lòng có thể loại bạn được. Cái gọi là lý do duy nhất để có thể loại được thì chỉ có thể là bảo là bạn làm chưa tới thôi. Nhưng mà với cái kỹ năng của bạn, mình nghĩ là bạn này cũng làm rất là tốt. Có những cái pha gọi là đẩy fast flow này, có những pha chơi vần, chơi dấu, mình vẫn cảm thấy như là cái bài này nó vẫn thiếu một cái gì đấy. Cảm giác như là cái tinh thần của bạn Lo này là bạn ấy muốn được 4 chọn cơ, chứ không phải là chỉ có 2 chọn đâu. Vì Team B-Ray thì cũng ok, mà Lo này thì mình mong muốn là nhìn thấy những cái mạnh hơn của bạn ở vòng sau, bởi vì bạn chọn chủ đề này an toàn quá. Cộng thêm với lại có rất nhiều sample hay, nhưng mà chắc cũng có thể là không được phép sử dụng hay là chưa có xin phép được gì đó. Chứ còn cái sample này là một cái sample rất khó, cá nhân mình thấy nó không có hợp. Thì thôi, chúc mừng Lo một lần nữa lại vào vòng trong của Rap Việt. Và chúng ta sẽ đến với các thí sinh tiếp theo. Ok, mình có biết bạn Limitless này, nhưng mà thực ra mình cũng chưa có cơ hội được gặp bạn này ở ngoài đời bao giờ. Cái ấn tượng đầu tiên của mình dành cho bạn là khá là Hà Nội, bởi vì bạn là người Hà Nội mà. Và bạn hơi có sức ảnh hưởng bởi MCK. Đấy cũng là một cái đặc trưng chung của Hà Nội, và cũng có thể đấy là một cái đặc trưng riêng của MCK. Ý mình muốn nói đây là mình nghe cái phần trình diễn của bạn Limitless này thì mình cảm thấy như là nó chưa thoát ra được khỏi hình bóng của MCK ấy. Bạn này xuất thân cũng là một nhà soạn nhạc, bạn có thể gọi là chơi harmony hay là melodic này, xong rồi bạn tự sáng tác bản phối khí dành cho bản thân mình nữa. Thỉnh thoảng có một vài cái chỗ mà bạn hơi ép nội dung để cưỡng vần, thế thôi. Còn lại thì melody bạn đi đẹp, nó cũng khá là kiểu cute beat ấy. Với cả team anh Big Daddy thì cũng là một cái lựa chọn hợp lý. Bạn thì cũng cần phải có một cái yếu tố gì đấy để bứt phá hẳn lên, chứ với cái tình trạng hiện tại này thì mình nghĩ là bạn là chưa có, như kiểu là bạn chưa có cái vũ khí mạnh nhất của bạn đâu. Bạn cải thiện về lời này là bạn cũng có thể trở thành Rhymastic, hoặc thậm chí có thể vượt qua cả Rhymastic nữa. Với một con người đa năng như vậy, tự arrange này, tự sáng tác này, tự thể hiện này, bạn không thiếu kỹ yếu tố gì cả. Tôi thích cách bạn sử dụng cái sample này, sample chân tình này, nghe nó rất là liên quan. Và mình cũng cảm giác đây là một bài trình diễn hơn là một bài thi. Nó cũng có cái hay riêng của nó. Chỉ có điều là nếu mà đem đi thi thì nó chưa có tính chất là đi thi. Nhưng mà nếu mà bạn biểu diễn với một tư cách là nghệ sĩ thì tôi thích cái tác phẩm này của bạn. Và xin chúc mừng Limitless một lần nữa nhé. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với cả thí sinh tiếp theo. Bạn Lil Mikey này không có được chọn. Tôi sẽ phân tích luôn là tại sao bạn lại không được chọn. Thứ nhất là lyric của bạn chẳng có gì nổi bật cả, đặc biệt nó lại càng không liên quan đến với cả cái sample túi âm này nữa. Có thể là do bạn còn nhỏ cho nên là bạn chưa có hiểu hết được cái bài hát túi âm này của Sexy. Túy âm, tiếng Hán Việt là một âm thanh mà gây say. Túy trong tiếng Hán Việt nghĩa là say, như kiểu túy quyền là võ say đấy. Thì ấy, cái nội dung bài hát của Sexy là về mượn nhạc để chút cái nỗi sầu của mình đi, coi nhạc như là rượu, coi nhạc như là một thứ gì đấy để giải sầu. Thế mới có tên là túy âm. Say ở đây
cũng có thể là say rượu mà cũng có thể là say nhạc nữa, rót này có thể là rót những giai điệu vào tai, nói chung là nó là một hình ảnh so sánh chứ không phải là một bài để bạn đi flexing, để bạn đi như kiểu là flirting với cả con nhà người ta. Suy ra là cái câu chuyện của bạn nó chẳng liên quan mà bạn lại đặt cạnh một cái sample khác, có nghĩa là bạn sử dụng sample này nó không hiệu quả, cộng thêm với việc là những cái lyric của bạn ấy chưa có gì mới và không có gì để lại trong đầu cả. Cứ tiếng Anh khá là nhiều pha nhét vào trong cái bài trình diễn của bạn chỉ là để phục vụ cho cái vần trước đây thôi, bởi vì bạn quá bế tắc trong cái vấn đề tìm vần. Nói chung là bạn rất là thiếu sự trải nghiệm. Có thể là ban giám khảo với cả huấn luyện viên và MC Trấn Thành cũng đã nhắc nhở nhẹ nhàng với bạn rồi, nhưng mà mình thì bản thân mình là reaction thì mình cũng không ngại để mà mình góp ý đâu. Đúng, bạn cần phải trải nghiệm nhiều hơn nữa. Bạn đang đi trên cái bề mặt chỉ là túy âm thì như kiểu là một dạng say đấy, nhưng mà cái bài hát của bạn nó lại chẳng liên quan đến say một chút nào hết. Thì rốt cục là say người ta hay là say rượu hay là bạn đang kể câu chuyện là bạn đi flirting người ta, nó cần có sự trải nghiệm và sự liên quan. Nó sẽ bổ sung kiến thức và cái nguồn từ cho bạn để mà bạn có thể làm những cái bài sau tốt hơn. Thì xin chia buồn với cả Leo Mikey và chúng ta sẽ đến với cả thí sinh tiếp theo. Bạn Hydra này rất là mạnh. Bạn nói về team của anh Thái Việt Tri thì là team anh Thái Việt Tri là đang cực kỳ mạnh, phải nói là cực kỳ mạnh. Thì mình cũng có biết bạn này rap Việt mùa 1, và cái mình thích nhất ở bạn này là cách mà bạn ấy xây dựng concept nó rất là tinh tế, kiểu có ý đồ từ concept cho đến bài nhạc. Và đặc biệt ấy là những cái ngôn từ mà bạn ấy sử dụng nó cực kỳ gần gũi. Nhiều khi thì cái sự đơn giản nó đóng cái vai trò rất là quan trọng. Và bạn này là bạn ấy đơn giản một cách hiệu quả, tưởng chừng như là những cái từ ngữ chưa có ai sử dụng để mà triển khai cái bộ vần và cái nội dung thì bạn này dùng. Thì mình đã thấy bạn này là có cái tư duy concept từ cái bài thi Dương Quá rồi ấy. Rất tiếc là bạn dừng chân hơi sớm ở mùa 1. Còn cái việc mà bạn ấy tu luyện để mà quay trở lại thì cái bạn ấy cũng có cái lý của bạn ấy. Còn cá nhân mình cảm thấy như là bạn này thì bạn vốn là mạnh rồi, nhưng mà cái mạnh này thì mình chưa biết nó là phong độ hay nó là đẳng cấp. Bởi vì cái đẳng cấp của bạn thì mình không có thể chối từ được. Cái phong độ như nhiều bạn xem bóng đá, các bạn cũng để ý xem bóng đá hay là xem bất cứ một cái môn thể thao nào, kể cả thể thao điện tử nhé, sẽ có những cái lúc cái phong độ nó bị sa sút. Thì hiện tại không có một ai phát hiện ra là bạn phong độ sa sút ở cái giai đoạn nào. Hy vọng là bạn không có gặp phải cái trường hợp đấy. Và hiện tại thì tôi thấy bạn đang là mạnh nhất của team anh Thái Việt Tri. Về bài của bạn thì không có gì phải bàn rồi, bài quá hay. Và thực sự mà nói thì concept này là một concept mà mình đã xây dựng cũng từ cách đây 3 năm. Mình có nói ở trong cái documentary của Yellow G về cái album sắp ra mắt của bọn mình ấy. Nói chung là tư tưởng lớn gặp nhau, mỗi người có một cách triển khai khác nhau. Mình không có nói rằng là ai lấy của ai cả, idea nó là vô tận, cách khai thác nó như thế nào thôi. Mình cảm thấy rất là thích cái bài này của bạn, nó rất là có concept. Tất cả những cái bài mà trong rap Việt của bạn, bài nào cũng có concept hết. Và chúc mừng Hydra một lần nữa lại vào vòng trong của rap Việt, và hy vọng là lần này bạn sẽ đi sâu vì tôi thấy bạn rất là mạnh. Ok, chúng ta sẽ đến với các thí sinh tiếp theo. Let's go. Này là em của một homie của bọn mình, Bob Lucy. Bob Lucy là người mà đã phối khí cái bài Yellow G Club ấy, và đồng thời cũng đồng hành với cả Yellow G trong dự án album Thằng Dở Hơi với một bản phối khí nữa. Mình đã được Bo gọi là giới thiệu về bạn Tội này rồi. Bạn này là kiểu đúng như bạn ấy nói là bạn này, bạn ấy rất thích pop rock của Nhật. Đồng ý là cái bài này là một bài rất là kiểu đấy. Bài này rất hay. Bạn này cũng là một người xây dựng concept rất là đỉnh. Cái chi tiết mà bạn này đã về team của anh Thái Việt Tri thì đã lỡ bị lộ theo một kiểu tai nạn, bởi vì anh Thái Việt Tri là anh cứ up hết lên trên mạng xã hội, mọi người biết hết là ai mà. Thì dù sao cũng là tai nạn thôi, nhưng mà mọi người vẫn theo dõi để biết được rằng là cái bài thi của bạn này ra sao. Không kém gì bài của Hydra cả. Mình có cảm giác như bạn này có một chút siêu ảnh hưởng của Táo. Thì nếu như mà để so sánh ấy, giả sử coi như hai bài thi của Hydra với cả của Tội là hai nhân cách, thì bài thi của Hydra là một bài mà có EQ rất là cao, bài thi của Tội là một bài thi mà có
IQ rất là cao. Tức là mỗi cái bài nó sẽ có một cái thế mạnh riêng ấy. Bài của Hydra thì bài nó rất là gần gũi, câu chuyện concept đàng hoàng, nhưng mà cái ngôn từ với cả cái lối khai thác nó rất là gần gũi ấy. Còn cái bài của Tội này thì cũng là một cái thông điệp rất là tích cực, mặc dù là nội dung thì là đối diện với rất là nhiều câu chuyện tiêu cực. Nhưng đấy, như cái tập trước tôi có nói ấy, khi mà bạn đưa ra vấn đề thì bạn nên tìm cách để gỡ nó. Và Tội làm rất là tốt cái việc đấy, đó là đưa ra nút thắt rồi gỡ nút thắt đấy ra, và từ đấy truyền tới một thông điệp. Bên cạnh cái việc là bổ rất là nhiều vần vào trong đấy, cách viết của Tội rất là đỉnh. Cái bài của Tội là một bài mà kiểu nó có tính trí tuệ cao, bên 8 lạng bên nửa kilo. Hai bài này rất mạnh, và đồng thời hai bạn này đều về team của anh Thái Việt Chi nữa, thì anh Thái Việt Chi này quả này dễ vô địch lắm, mạnh lắm. Thì cái yếu điểm duy nhất của bạn Tội này thì mình cảm thấy như là bạn vì bạn ấy quá mạnh đi, nhưng mà bạn ấy chưa biết bạn mạnh ở đâu, giống như là kiểu bị phong ấn ấy, giống như kiểu Captain Marvel hoặc là giống như kiểu Naruto ấy. Đại khái là bạn ấy có sức mạnh trong người và bạn ấy chưa biết cách để kiểm soát nó, nhưng mà cái sức mạnh này rất rất là mạnh. Hai bạn này tôi mong muốn là được thấy nhiều hơn hai bài thi. Chúng ta đã đều nghe một bài rồi và hy vọng là chúng ta sẽ được nghe đến chung kết luôn cũng được. Chúc mừng Tội đã về với team của anh Thái Việt Trì, và chúng ta sẽ lại đến với cả thí sinh tiếp theo. Ok, thì chúc mừng Yumi này có một chọn đến từ B-Ray và đúng gọi là cầu được tôi thấy đấy. Về cái bài thi này thì tôi thấy nó y hệt cái bài Best Friend của Doja Cat. Nói chung là tôi cực kỳ phê bình ông NVM Nevermind, who the hell is it? Tôi không thích cái bản phối này. Cái bản phối này là một cái sự đối phó, cố gắng để nhét vào có tính chất sample thôi. Cái sample nó chỉ có xuất hiện một lần, sau đó thì đảo từ pop sang banger. Best Friend ấy, mà đặc biệt là ông còn bê nguyên cả hai cái tiếng bóp còi beep beep nữa. Thì là ông đảo nốt đi thôi. Tôi không có đồng tình với cái việc này. Ông Nevermind này, nó làm hỏng hết cả bài đi à. Chứ còn Yumi này thì mình có biết bạn này, mình có thấy sản phẩm của bạn với cả Droppy và một vài sản phẩm khác nữa. Thì đúng là công nhận là bạn có rất là nhiều tiềm năng. Về team B-Ray thì chuẩn rồi, và khả năng là B-Ray cũng nhìn ra được những cái tiềm năng của bạn. Bạn giống như kiểu là tiểu Amy ấy, nhưng mà bạn sẽ có một cái lối phá cách hơn. Thì cái góp ý về bài thi của bạn, bạn dùng hơi nhiều tiếng Anh một tí, nó hơi bị mang tính chất lạm dụng. Giả sử mà mình có cơ duyên mà mình được mentor bạn thì mình chắc chắn sẽ biến bạn thành một người mà viết tiếng Việt mà vẫn hay, mà vẫn kill the beat, mà vẫn truyền tải được thông điệp, và đảm bảo là bạn có vần vèo đàng hoàng luôn. Cái sử dụng tiếng Anh nó hơi tràn lan một tí, nó không phải là cái line mà dài ngoằng như là kiểu Lil Grace, mà nó chỉ là kiểu thỉnh thoảng kiểu gọi là bồi khúc này khúc kia thôi. Nhưng mà về tư duy với cả về cách làm nhạc bạn thì mình đánh giá rất là cao bạn. Chỉ là khi mà về với cả team của B-Ray ấy, thì hy vọng là những cái vòng sau mong bạn có cơ hội và được trải nghiệm thêm là thật nhiều kinh nghiệm mà làm việc với cả producer. Chứ còn ông producer này ông ăn cắp hơi lộ, phải đúng những cái người mà lại thích nghe những cái bài banger, những cái bài mà kiểu nó catchy như thế thì lại đúng cái bài tôi thích của Doja Cat. Thì ông phệt luôn từ cái gọi là chọn sao cho đến cái tiếng bóp còi là tôi không thích rồi. Nói chung là tại ông producer chứ không phải là tại bạn. Chúc mừng bạn Yumi, không biết có đọc đúng không, Yumi đã về với cả team của thần tượng của mình là B-Ray. Chúc bạn sẽ tiến xa hơn. Và chúng ta sẽ đến với cả thí sinh tiếp theo nhé. Minh Lai này thì quá đỉnh rồi. Minh Lai thì không cần phải bàn. Lại một nhân tố nữa đến từ Under the Hood thì bài của bạn mình chẳng có gì phải bàn nữa rồi. Bài bạn đỉnh, nhưng mà ok, mình sẽ nghĩ thế này. Bạn này so với cả Limitless thì bạn chơi melodic tinh tế hơn nhiều. Bởi vì Limitless ấy, cái mà bạn Limitless đang chơi ấy, cái đây nó không phải là cái kiểu melodic mà nó tiệm cận với cả Mỹ đâu. Cái melodic của Limitless nó vẫn kiểu sao nhỉ? Nó vẫn hơi hát hơn là
rap ấy khó giải thích lắm, đại khái là các bạn cứ nghe hai bài so sánh với nhau nhé. Hai cái câu melodic ở trong bài của Minh Lai nó rất là tinh tế và nó đấy như Andre nói luôn, giống như kiểu Future ấy, chứ không phải là kiểu nốt thật là đẹp. Nếu mà nốt đẹp được nữa thì bạn phải có một cái tuyến melody mà nó phải kiểu vãi đái ra cơ, nó phải kiểu gọi là nó như kiểu T-Pain ấy. Tôi thấy melodic thì chơi theo kiểu của Minh Lai nó tinh tế hơn nhiều. Đấy, bài Minh Lai quá hay, đi gọi là ít chữ nhưng mà gần như là chữ nào nó cũng punchline hết, xứng đáng với cái danh xưng là một cái gọi là chủ chốt của Under The Hood. Như tập trước mình có nói đấy, Under The Hood ấy thì là một cái đội nhóm mà có cái âm nhạc mà tiệm cận với cả thế giới nhất thời điểm hiện tại, về flow, về concept, tất cả mọi thứ mình thấy rất là tiệm cận. Và một cái hay nữa là bạn này về team của anh Andre chứ không phải là về team của Thái Việt Chi, chỉ vì là có Lil Wayne ở đấy. Mình biết là thông qua chương trình thì mọi người cũng đã đoán ra được cái mối quan hệ giữa bạn với cả Lil Wayne rồi. Mình rất là nể bạn bởi vì bạn không muốn đưa câu chuyện đấy ra để làm một cái nguồn tư liệu về truyền thông. Cộng thêm với việc là dù là có mối quan hệ với nhau nhưng không có nghĩa là hai bạn phải có màu nhạc như nhau. Hai bạn đều ở trong một cái tổ đội mà có sự tiệm cận với cả âm nhạc quốc tế, nhưng không có nghĩa là hai bạn sẽ bị giống màu nhau y hệt. Vậy thì việc hai bạn về hai team để hai team khuếch đại được cái sức mạnh lớn nhất của các bạn là điều mà tất lẽ dĩ ngẫu rồi. Không có gì mà đáng phải bàn cãi đấy, là không phải là để cho hai team đối đầu với nhau, không phải thế. Mà ở đây là về team ai để cái tiềm năng được phát triển lên mức mạnh nhất, thì tôi thấy là về team của Andre là chuẩn rồi. Tập này lại một lần nữa tôi được ăn một bữa tiệc flow non-y, rất là sung sướng, rất là thoải mái. Ok, chúng ta cùng chào đón tuần sau. Vì tôi thấy tuần sau hình như xuất hiện cả D-Lo và SMO. Tôi thấy trong phần giới thiệu rồi. Và có phần cũng gọi là đến cái đoạn mà anh Andre là được dùng nón vàng rồi. Có nghĩa là Andre cuối cùng cũng đã được sử dụng cái nón vàng của mình. Cái nón vàng cuối cùng mới là cái có giá trị nhất. Và lúc đấy anh Andre sẽ lấy được thành viên gọi là gần như là mạnh nhất về với team. Ok, và nếu như các bạn thấy cái sự react, cái bình luận của mình thú vị thì bạn có thể cho mình một like, một share. Chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau vào tuần tới với Rap Việt mùa 3 tập 6. Ok, và như thường lệ thì goodbye.